Om Namaste, chào các bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong bài tập này. Và theo như yêu cầu của rất nhiều bạn mong muốn, Nguyễn Hiếu hướng dẫn những động tác để hỗ trợ cho chúng ta mở cái khớp háng được dễ dàng hơn, cũng như là cái việc xoạc dọc của chúng ta được dễ dàng hơn. Thì trong bài tập ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác hỗ trợ để giúp chúng ta xoạc dọc được dễ dàng hơn. Và trong bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với cả gạch tập nhá, cùng với cả gạch đó, để cho cái quá trình luyện tập của chúng ta được hỗ trợ và giúp vào cái tư thế được dễ hơn nè. Rồi, đầu tiên chúng ta chống tay về phía trước, chống đầu gối, tư thế của con mèo đó. Rồi sau đó hít vào, võng lưng, ngẩng mặt lên, chúng ta làm mềm cho cột sống của mình một chút nhá. Thở ra, cong lưng cúi đầu xuống, hai hít, võng lưng ngẩng mặt này, thở cong lưng cúi đầu, ba hít, thở bốn hít, thở năm hít, thở rồi hít, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Từ từ bước chân phải lên phía trong của tay phải, thế sau đó thở lùi mông ra sau, duỗi thẳng chân, hai hít lên, có thể để gạch ở sang hai bên để giúp cho quá trình luyện tập của chúng ta được dễ hơn nhá. Chống cái viên gạch sang hai bên này, thở lùi mông ra sau, hai hít lên, thở ba hít lên, thở bốn hít lên, thở năm hít lên, thở rồi. Cái gân chân của chúng ta phía dưới nó đã khá mềm rồi ha. Chúng ta đẩy cơ thể về vị trí ban đầu, nhớ chống bám chắc hai tay vào viên gạch, chống mũi chân của chân sau. Chúng ta tiếp tục làm mềm cho chân sau nha. Hít vào, duỗi thẳng lưng lên các bạn, thở hạ đầu gối, nhấn để làm sao cảm giác chúng ta đang kéo cái đùi sau xuống á, chống mũi chân cũng được. Hít lên, thở ba hít lên, thở chúng ta làm từ 5 cho đến 10 lần để cho nó mềm ra. 4 hít lên, thở và 5 hít lên, thở nhấn ép xuống và giữ ở đây 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít lên, để thở ra, duỗi thẳng chân, chúng ta duỗi thẳng chân của bên phải, ép cái phần bụng của chúng ta về sát phía đùi của bên phải và giữ ở đây, hít thở đều, hướng mắt nhìn lên, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Giữ tiếp tục 10 giây để cho cái gân của chúng ta thực sự mềm đi. Giữ tiếp tục 10 giây nữa. Ép xuống, chụm nhẹ khuỷu tay, nhún ép cho gân chân của chúng ta nó mềm ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, đẩy cơ thể về vị trí ban đầu. Rồi, chúng ta rút chân phải ra sau, đổi chân, bước chân trái lên, bước chân trái lên, hít vào một hơi thật sâu, vươn duỗi dài lưng, thở ra, duỗi thẳng căng chân trái, lưng duỗi thẳng, hai hít lên, thở ba hít lên, thở bốn hít lên, thở và năm hít lên, thở duỗi thẳng căng chân nào, giữ ở đây cho cảm nhận cái gân chân của chúng ta mềm đi. 10 giây nha, các bạn có thể tập từ 5 cho đến 10 nhịp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, đẩy chân lên. Thế, sau đó chống cái mũi chân của bên phải, duỗi thẳng lưng. Hít vào một hơi thật sâu, thở hạ đầu gối phải xuống,
Ép cái đùi xuống, hai hít lên, thở này, ba hít lên, thở, bốn hít lên, thở, và năm hít lên, thở, giữ ở đây, hít thở đều 10 giây. Duỗi thẳng lưng, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận toàn bộ cái vùng đùi bên phải của bạn đang được giãn mềm ra đó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, hạ gót chân của bên phải, duỗi thẳng chân trái, thẳng chân trái. Cảm giác bạn đang ấn ép nhé, ấn ép cái chân xuống giữ ở đây. Đó, có thể dựng bàn chân lên để tăng cái độ kéo giãn cho gân chân của bạn. Giữ 10 cho đến 30 giây đều được. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, đẩy cơ thể trở về vị trí ban đầu, hạ đầu gối, đồng thời rút chân ra sau, rút chân ra sau. Sau đó thì chúng ta bắt đầu mới vào cái tư thế xoạc chính thức nhé. Từ từ hít vào thật sâu, đẩy mông lên, chữ V ngược, ép sâu vai của bạn xuống, ép sâu vai xuống. Sau đó hít vào, đẩy cơ thể về phía trước, rồi bước chân phải lên, bước chân phải lên. Thế chúng ta di chuyển dần nhé, di chuyển dần, lùi cái viêm gạch dần để cho nó ngang với hông. Và phải đảm bảo rằng là toàn bộ hông, ngực của bạn được hướng thẳng, không bị chệch chéo sang hai bên, được không ạ? Duỗi mũi chân trái dần dần, đó, duỗi dần, duỗi dần. Chúng ta nhún để cho nó xuống dần cái chân của mình nha. Đây, cái thảm Nguyễn Hiếu nó hơi bị xít này. Nguyễn Hiếu sẽ xoay chắc sang đây cho các bạn nhìn, nó dễ trượt cái chân của mình hơn á. Chống ngang này. Rồi, chúng ta nhún nhá. 1, 2, vừa khỏe tay, vừa giãn mềm gân và xoạc dọc hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời. 3, 4, 5. 5 mà vẫn chưa thấy mềm thì mình lại tiếp tục nhún thêm 5 lần nữa, 10 lần nữa, được không ạ? Thở ra, hạ dần theo khả năng của mình. Đó, giữ ở đây, các bạn giữ ở đây, hít thở đều, chống hai tay chống vào viên gạch. Đấy, tạo sự cân bằng, cảm nhận toàn bộ vùng hông được hướng thẳng về phía trước, hông và ngực được hướng thẳng về phía trước, không lệch nhé, không lệch, giữ, hít thở đều. Càng lâu càng tốt, càng lâu thì bạn sẽ càng mềm, giữ lâu được ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào này, chống chắc. Rồi, lùi chân ra sau, trở về tư thế chữ V ngược, ép duỗi dài lưng mông. Đấy, thả lỏng và thư giãn cho toàn bộ cái vùng gân chân của bạn. Sau đó hít vào, đẩy cơ thể về phía trước, rồi bước chân trái lên, hạ gối phải xuống, duỗi mũi chân để chúng ta trượt cho dễ nhá. Trượt dần, trượt dần, trượt dần. Nhớ lưu ý là cái hông của chúng ta được hướng thẳng, nhấn ép, ép đùi của bên phải, đồng thời giãn gân của chân bên trái. 2, 3, 4, 5, có thể 5 hoặc 10, tùy theo cái sự mềm mại ở trên cơ thể của bạn. Mỗi một người thì sẽ có cái sự mềm mại khác nhau. Đó, hít thở đều, nhấn chặt toàn bộ chân của bên trái xuống, vừa săn chắc vùng đùi đó và hỗ trợ để mà loại bỏ các cái chứng bệnh đau lưng cực kỳ hiệu quả, mang đến cái đôi mông của chúng ta thì đẹp lắm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, rồi thiết chặt bụng, lùi chân ra sau, tư thế chữ V ngược. Chúng ta trở về vị trí thẳng của mình nhá. Tư thế chữ V ngược, hít thở đều, hít vào,
thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, sau đó hít vào, thở ra, hạ đầu gối xuống, hạ mông qua bên trái, thế sau đó đặt đầu gối phải lên chân của bên trái và chúng ta giữ ở đây, hít thở đều, ép lại cái vùng hông hàm cho chúng ta cân bằng trở lại, giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít nâng cơ thể lên. Rồi chúng ta đổi bên, gập chân phải lại, đặt chân trái lên. Thế mông ngồi chạm sát sàn nha, giữ ở đây, hít thở đều, ép cơ thể nhẹ xuống hai chân một chút. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít nâng cơ thể lên. Rồi duỗi chân, rung rinh, thư giãn, thả lỏng cho chân của bạn. Sau đó đan hai chân lại, điều hòa hơi thở một chút. Hít vào một hơi thật sâu, bụng phồng lên và thở ra xẹp bụng lại. Hít vào, thở ra để cảm nhận đôi chân của chúng ta thật mềm mại và săn chắc. Rồi từ từ chúng ta mở mắt nào. Như vậy rằng là Nguyễn Hiếu đã hướng dẫn xong bạn những cái động tác để giúp cho chúng ta cái quá trình xoạc dọc của chúng ta được an toàn và hiệu quả hơn. Chúng ta có thể luyện tập 2 cho đến 3 lần mỗi ngày để gia tăng cái sự dẻo dai. Và nhớ là cái bài tập hỗ trợ cho chúng ta xoạc dọc như thế này thì chúng ta sẽ tập sau khi chúng ta đã khởi động kỹ hoặc là đã tập xong các cái bài tập khác rồi, thì chúng ta sẽ tập bài tập này cuối cùng nhé, để cơ thể của chúng ta đạt được cái sự dẻo dai tối đa nhất và tránh bị chấn thương khi mà chúng ta luyện tập. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo. Và bạn mong muốn Nguyễn Hiếu sản xuất những video theo từng chủ đề mà các bạn mong muốn thì có thể bình luận xuống phía dưới để Nguyễn Hiếu cùng với đội ngũ sẽ lên kế hoạch để sản xuất sớm gửi tới cho các bạn nhé. Tạm biệt.